Chào các bác nha, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bác cái sản phẩm mới nhất của Mộc Hương Shop. Đây là cái bút, bút làm từ gỗ bách xanh, Mộc Châu. Thì cái này nó là hàng chớp các bác, chớp bách xanh. Đó, đây có nhìn vân của nó rất là đẹp. Ở đây thì tôi, cái hàng này thì tôi làm số lượng không có nhiều. Một nô làm ra thì chỉ có được 10 cái thôi. Thì các bác nào mà đặt hàng sớm là tôi sẽ chọn, gần như là nó giống nhau hết mà. 10 cái này thì nó đều đẹp. Chọn hàng bên tôi là chọn phôi. Những cái phía trước của nó rất là nhiều. Cái bút này nó là bút bi các bác nhá. Bút bi, đây là cái ngòi của nó còn mới này, bên tôi vẫn chưa bóc ngòi ra đâu. Cái này có thể thay ngòi dễ dàng ở ngoài tiệm tạp hóa bán bút ấy. Các bác cứ tháo cái này ra rất là dễ, một tay tôi không tháo được. Bút này là bút nắp các bác nha. Giá hiện tại thì cái bút này là 1,2 triệu. Nhưng mà bên tôi hiện tại thì đang có khuyến mại giảm xuống còn 790 một chiếc các bác nhé. 790 một chiếc bút làm quà tặng rất là đẹp. Có hộp kèm theo đây nè, cái hộp này. Khi các bác mua hàng là bên tôi sẽ tặng cho các bác cái hộp này. Đây, hộp này để các bác đựng bút vào bên trong, sau đó là đi tặng cấp trên, tặng người nhà, anh em, bạn bè, cô dì, chú bác, bố mẹ. Đó, kẹp vào như này để tặng. Rất là xinh xắn và đẹp nhá. Món quà rất là ý nghĩa, bút ký. Bút này dùng chuyên, nếu mà tặng thì dùng chuyên để ký cài vào áo hoặc là cầm theo ở trong cặp. Rất là đẹp. Gỗ này thì dùng rất là bền, thơm, nó thơm dịu nhẹ và thay ngòi bút rất là dễ dàng. Đó, bút rất là đẹp. Cái này, những cái mạ này là mạ này, si vàng, cái này là hợp kim này, dân thiện vẫn chưa vào đâu. Đó, ở đây là đang là một cái quán mới rồi, cơ sở bên quận 2 các bác, cơ sở bên quận 2. Thì hôm nay tôi quay nhanh cái clip này giới thiệu đến các bác cái bút. Các bác nào lấy thì bên tôi sẽ tư vấn cho các bác nhé, báo giá tư vấn cho các bác. Tiếp theo, cái sản phẩm tiếp theo là cái vòng chớp, chớp bách xanh. Đây, vòng chớp này trước tôi có làm hai vòng đấy, và các bác lấy hết rồi. Thì các bác, nhiều bác đặt hàng thì bên tôi bây giờ mới làm được. Tiếp theo là tôi sẽ, các bác nào đặt hàng là tôi sẽ gửi cho các bác nhá. Đây này, bên tôi sẽ test cái hàng chớp này lên. Bật, khi mà bật đèn flash soi vào thì nó nhìn rõ cái chớp. Đây, ví dụ cái bút này, đấy. Nó nhìn cái chớp của nó màu, đây này, những cái tia chớp này, ở gỗ này. Đó, thì cái vòng này nó vậy. Đó các bác. Cái bút này thì 1,2 triệu đang được giảm còn 790 các bác nhá, một chiếc là tặng hộp nhá. Bác nào lấy thì nhắn tin địa chỉ cho Mộc Hương Shop 0987863250 là bên tôi sẽ gửi hàng tận nơi, miễn phí ship cho các bác, giao hàng tận nơi. Là các bác nhận hàng thì mới thanh toán tiền, cho nên là các bác yên tâm được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán. Có thể bảo hành cho mình luôn, bảo hành cái bút này trong vòng 3 năm các bác nhá. Đây là cái vòng 18 ly và có 20 ly. Đây là sợi 18 ly này, chớp này. Đó, đây là những sợi 20 ly này. Nô này thì bên tôi cũng có 10 sợi thôi các bác, không có nhiều. Bác nào mà lấy thì bên tôi sẽ chọn cho các bác. Hàng rất là đẹp. Đó, tôi chỉ quay một chút, nó gọi là cái giới thiệu hàng thôi. Còn chi tiết thì tôi sẽ quay ở clip khác nhé, vì là bây giờ cũng rất là bận. Tôi quay ngắn thôi, clip này ngắn thôi. Tôi xin phép tạm dừng clip tại đây nhá. Các bác nào lấy thì cứ báo tôi là tôi sẽ gửi hàng cho các bác, tư vấn cho các bác chụp ảnh. Đó. Thì các bác nhắn vào Zalo nhá. Rồi, xin chào các bác. Chào các bác, cảm ơn các bác nhá.